85 căn hộ và 8 căn thương mại dịch vụ, và tháp B chúng ta có 881 căn hộ và 14 căn thương mại dịch vụ. Rồi, chúng ta đi tiếp. Dự án của chúng ta nằm ở vị trí trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng, Cao Bằng Tân. Các bạn thấy nằm dự án của chúng ta nằm ở vị trí đây. Vị trí này phải nói là đây là một trong những vị trí rất là chiến lược và nằm giữa ba tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Và dự án chúng ta nằm trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng. Nếu mà mình nhìn kỹ chúng ta thấy gần như có hai cái con đường lớn song song ở thành phố. Đó là trục Phạm Văn Đồng và trục thứ hai là trục gì? Xa lộ Hà Nội. Và nằm ở cái trục bên trên là đường quốc lộ 1A. Các bạn thấy đây là sân bay Tân Sơn Nhất. Thì từ vị trí dự án của chúng ta di chuyển rất là thuận lợi về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Có thể hoặc là chúng ta chuyển qua đường Võ Văn Ngân, chúng ta di chuyển về quận 9, quận 2 còn bạn nhất. Và nếu từ dự án của chúng ta, nếu mà chúng ta đi thẳng lên nữa thì chúng ta đi thẳng đến Biên Hòa, Đồng Nai. Chúng ta quẹo qua quốc lộ 1, chúng ta về Bình Dương. Di chuyển cực kỳ thuận tiện, gần như là dự án chúng ta nằm ở vị trí giao giữa ba thành phố lớn và vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam. Về dự án các bạn thấy chúng ta có hai tháp, tháp B bên trong và tháp A ở bên ngoài. Đây là mặt tiền của trục Phạm Văn Đồng, Cao Bằng Tân. Về mặt cắt của dự án chúng ta thấy dự án tháp B có một tầng hầm và 35 tầng cao cộng một tầng kỹ thuật, chúng ta có thể gọi là 35 hoặc 36 tầng cũng được. Nếu mà chúng ta tính cái tầng kỹ thuật bên trên luôn thì chúng ta có 36 tầng. Tháp A chúng ta có 2 tầng hầm và cũng tương tự cái tầng cao của tháp B là 35 tầng cộng một tầng kỹ thuật ở bên trên. Riêng tháp A sẽ có 2 tầng hầm. Các bạn ơi, tháp A có 2 tầng hầm. Tháp B chúng ta có 1 tầng hầm. Về chiều cao của từng loại tháp thì chúng ta thấy chiều cao của tháp A đây. Tháp A chúng ta có hầm 1, hầm 2 là để dành đậu xe. Từ sảnh ở tầng trệt thì chúng ta có sảnh nhà trẻ, đậu xe và các căn thương mại dịch vụ. Chiều cao từ sàn đến sàn là 4,2. Tầng 2, toàn bộ tầng 2 được dành cho nhà trẻ. Nhà trẻ của toàn dự án luôn. Nên các bạn lưu ý là nhà trẻ này dành toàn dự án là sử dụng cho cư dân cả tháp A và tháp B. Tầng 3 là tầng đậu xe của tháp A. Và tầng 4 là tầng tiện ích. Tầng 4 là tầng rất đặc biệt mà chủ đầu tư đã đầu tư rất nhiều và tạo nên cái khác biệt cho dự án này. Đó là tầng 4 có cái cụm tiện ích ở trên cao. Và bên cạnh đó tầng 4 cũng có các căn hộ ở trên tầng 4. Và chiều cao từ sàn đến sàn tầng 4 là 32. Từ tầng 5 cho đến tầng 35 thì chiều cao của một căn hộ từ sàn đến sàn là 32 mét. Rồi, đây là ở tháp A, bạn thấy. Rồi, chúng ta chuyển qua tháp B. Tháp B chúng ta chỉ có một tầng hầm để đậu xe. Ở tầng 1, sảnh thì chúng ta có gồm sảnh, khu vực đậu xe và thương mại dịch vụ cũng tương tự như bên tháp A. Tuy nhiên, tháp B là tầng 2 và tầng 3 đều dành cho khu vực đậu xe cả. Và tầng 4 cũng bao gồm tiện ích và căn hộ. Và từ tầng 5 đến tầng 35 là bao gồm các căn hộ. Thì chiều cao của sàn đến sàn là 3,2. Đây là chiều cao chuẩn của các căn hộ cùng bên. Về mặt bằng tầng, chúng ta bắt đầu bước qua mặt bằng tầng. Chúng ta đi kỹ phía đây là mặt bằng tầng ở tầng 1, tầng trệt. Đây là mặt tiền Phạm Văn Đồng, Cao Bằng Tân. Đây là tháp A và đây là tháp B. Chúng ta thấy có hai cái lối vào dự án. Đây là một lối vào. Cách có thể di chuyển xe, cư dân có thể di chuyển xe xuống ở đây, xuống tầng hầm.
xuống tầng hầm 1 và tầng hầm 2. Hoặc là cư dân có thể di chuyển đến đây, ở đây cũng có một cái khu vực đậu xe nhỏ, và di chuyển lên trên ở tầng 3 để đậu xe. Còn nếu mà ở tháp B thì cư dân sẽ di chuyển xe vô đây. Nó có hai lối ra vô. Lối này là lối sẽ đi xuống hầm 1. Lối này là sẽ lên tầng 2 và tầng 3 đậu xe. Khu vực đậu xe, nếu mà chúng ta để ý kỹ thì ở tháp B chúng ta có 4 khu vực đậu xe. Tầng hầm là 1, tầng trệt, tầng 1 là 2, tầng 2, tầng 3, có 4 khu vực đậu xe ở tháp B. Còn đối với tháp A chúng ta thấy có khu vực, 2 khu vực sảnh. Sảnh đây, đây là sảnh của A1 và đây là sảnh của A2. Khu vực này là khu vực nhà trẻ của ngoài dự án. Và ở đối với các căn thương mại dịch vụ sắp A, chúng ta có căn từ số 1 đến căn số 8. Đây các bạn thấy màu vàng sậm hơn, còn đây là khu vực màu vàng lợn, khu vực nhà trẻ. Khu vực vàng sậm là sắp A, khu vực màu đỏ là sảnh của tháp A. Các bạn thấy đây là lõi của thang máy đi lên bên trên. Đối với tháp B, đây tháp B chúng ta có một cái sảnh rất là dài nối giữa hai block B1 và B2, và chúng ta có các căn thương mại dịch vụ từ căn số 1 đến căn số 14. Và lối vào sảnh, nếu mà chúng ta đi bộ, chúng ta có thể tiếp cận cái lối này. Đây là khu vực nội khu giữa hai block. Và các bạn sẽ thấy đây là khu vực vui chơi của trẻ em, khu vực leo núi của trẻ em. Đây là khu vực khách có thể ví dụ khu vực barbecue chung của cả hai dự án. Đây là mặt bằng tầng trệt các bạn xem. Bây giờ chúng ta bắt đầu bước lên các tầng ở bên trên. Đây là mặt bằng tầng hầm 1 của cả tháp A và tháp B. Đây là tháp A, các bạn thấy. Đây là tháp B. Đây là lối đi xuống. Đây là mặt bằng tầng hầm 2 của tháp A. Tháp A chúng ta có hai khu vực để xe. Sau khi chúng ta tầng hầm, chúng ta bắt đầu bước lên trên tầng cao hơn, đó là tầng 2 của tháp A. Toàn bộ khu vực tầng 2 là dành cho nhà trẻ. Các bạn thấy khu vực nhà trẻ rất là lớn cho cả hai block, cho cả hai tháp. Đây là tầng 3 của tháp A, là khu vực để xe. Đây là lối chạy lên cao. Và chúng ta bắt đầu bước lên tầng 4. Tầng 4 của tháp A, đây là cái điểm đặc sắc nhất của dự án Oban Buluva của chúng ta. Đó là chủ đầu tư đã dành một phần nửa, gần như là 2/3 mặt bằng tầng 4 này để làm các cái tiện ích ở trên cao cho cư dân ở tháp A. Các bạn thấy, nếu mà mình nhìn đó, bao gồm hai phần là phần tiện ích và phần căn hộ. Đây là lõi của thang máy. Đây là lõi của thang máy, các bạn thấy. Và ở trên tầng 4 của tháp A, chúng ta có một cái hồ bơi tràn bờ ở trên cao. Hồ bơi tràn bờ này tổng diện tích là khoảng 280 m². Và chúng ta có những cái tiện ích nào ở trên tầng 4 này? Đây là khu vực vui chơi của trẻ em. Đây các bạn thấy, đây là khu vực giải trí, đã trang bị sẵn luôn bàn bi da, bàn bi lắc ở đây. Đây là khu vực yoga. Đây là khu vực tập yoga. Đây là khu vực đọc sách, hay mình gọi là vườn di tích. Đây là khu vực tập gym. Đây các bạn thấy. Đây là khu vực sân phơi và khu vực khởi động trước khi chúng ta xuống hồ bơi. Đây là khu vực locker để chúng ta để các đồ trước khi chúng ta xuống bơi. Thì các bạn thấy gần như tất cả các tiện ích dành cho cư dân đều được trang bị đầy đủ trên tầng 4 này.
và dành cho các cư dân ở Long An. Các bạn thấy. Và đây là khu vực tiện ích và phần còn lại là các cái căn hộ của tháp A. Tháp A chúng ta có chia làm hai block, tạm thời chúng ta chia làm hai block, đó là block A2 và block A1. Block A1 là block hướng về mặt tiền và block A2 là block ở bên trong. Và các bạn thấy block A2 thì chúng ta có các căn từ căn số 1 cho đến căn số 9. Căn số 1 cho đến căn số 9. Đây các bạn nhìn lên trên mặt bằng mình thể hiện tháp đó chúng ta đây. Một hồi phần diện tích chúng ta đi sao? Đối với cái từ tầng 5 đến tầng 19 và từ tầng 21 đến tầng 35 của tháp A, các bạn thấy đây là mặt bằng của tháp A. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ giống như chữ Z, mặt bằng tháp A giống như chữ Z, và chúng ta bao gồm A1 và A2. Các cái căn hộ mà hướng mặt về đây thì chúng ta hướng về trục Phạm Văn Đồng, Cao Bằng Cân. Các căn hộ hướng về đây là hướng về sân bay Tân Sơn Nhất và khu trung tâm thành phố. Các cái căn hướng mặt về đây là hướng về Cao Bằng Cân và quốc lộ 1A. Và các căn mặt hướng này là hướng về quốc lộ 1A và nội khu giữa hai tháp A và tháp B. Và chúng ta nhìn kỹ đây thì gần như một mặt bằng tầng ở mỗi một lốc. Ví dụ lốc A1 thì chúng ta có 9 căn, từ căn số 1 cho đến căn số 9. Riêng đối với một lốc như vậy, chúng ta một mặt bằng tầng như vậy chúng ta có 3 căn, 3 phòng ngủ. Căn số mấy các bạn? Căn số 2, căn số 3 và căn số 7. Phần còn lại là các căn 2 phòng ngủ. Tương tự như vậy chúng ta có tháp A2 từ căn số 1 cho đến căn số 9 và có